Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục hiện đại, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong bối cảnh hội nhập là một trong những nội dung nổi bật trong hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ hiệu trưởng trường tiểu học năm học 2022-2023 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức. Chương trình có sự tham gia của 222 hiệu trưởng các trường tiểu học và trường phổ thông có học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, qua đánh giá tình hình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại đơn vị mình, các hiệu trưởng đã tham gia thảo luận cách thức kiểm soát chặt chẽ chất lượng học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh chuyển lớp, chuyển cấp, bàn giao chất lượng học sinh. Cùng với đó là những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng hiện đại, hội nhập. Thì ngoài cái việc là mình chia sẻ ý tưởng của mình ra thì mình cũng mong muốn là được học tập những cái ý tưởng hội nhập từ các cái trường bạn để mình sẽ tiếp tục thay đổi và đổi mới để làm sao có được cái hiệu quả tốt nhất. Bởi vì là trong cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 ấy thì nói rất là nhiều trong cái việc là hiệu trưởng là nòng cốt chuyên môn. Như vậy thì cái việc sở dục cũng như là câu lạc bộ hiệu trưởng tổ chức các cái hoạt động như thế này, những hiệu trưởng chúng tôi có cái cơ hội được trao đổi giao lưu với nhau về cái công tác chuyên môn nhiều hơn. Câu lạc bộ hiệu trưởng được duy trì hoạt động thường niên, tạo cơ hội cho các hiệu trưởng trường tiểu học, trường phổ thông có học sinh tiểu học được học tập, chia sẻ kinh nghiệm công tác quản trị nhà trường. Năm nay chương trình có nhiều hoạt động sôi nổi cả về chuyên môn và văn hóa văn nghệ. Thông qua đó, khẳng định cán bộ quản lý thực sự là nòng cốt chuyên môn, luôn đi đầu trong các phong trào, tự tin đổi mới, hội nhập và bảo tồn, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc.